một cái màu sơn mà mình coi nó là một màu vàng cát, nó ánh một chút vàng đồng ấy. Và theo chia sẻ của nhà sản xuất ấy, đây là cái màu sơn gợi nhớ về quá khứ từ những chiếc xe Vespa trong thập niên 40 của thế kỷ 20. Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Hay. Mình là Hoàng Vũ. Và ngày hôm nay bọn mình có mượn đến ở đây được chiếc Vespa GTS 300 phiên bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của Vespa. 75 năm, tức là nó còn hơn cái độ tuổi của cha, của chú chúng ta. Và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng bọn mình đi tìm hiểu hơn nữa về chiếc xe này. Trước khi đi vào tìm hiểu chiếc Piaggio Vespa phiên bản kỷ niệm 75 năm này thì mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về lịch sử và thương hiệu của Piaggio cũng như Vespa trước. Ít người biết rằng ấy, thì Piaggio ban đầu họ không phải là một nhà sản xuất xe máy đâu, mà trước đó vào giai đoạn Thế chiến thứ 2 Piaggio là một đơn vị chuyên sản xuất các loại máy bay, tàu bè phục vụ cho chiến tranh của nước Ý. Tuy nhiên thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 1936 khi mà con trai của nhà sáng lập Piaggio là ông Armando Piaggio có đề ra một ý tưởng là thiết kế ra một phương tiện có thể di chuyển hàng ngày, một phương tiện thông dụng được. Và cái ý tưởng này đã được hợp tác với cả kỹ sư Carrarino. Đây là cái người đã thiết kế ra chiếc máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới và phác thảo ra cái hình bóng của chiếc Vespa đầu tiên vào năm 1946. Và vào cái thời điểm đó ấy, thì Vespa nó không chỉ đơn giản là một chiếc xe mà nó còn giống như một biểu tượng cho thời kỳ hậu chiến tranh Thế chiến thứ 2 của nước Ý. Cái tên Vespa thì cũng không phải là ngẫu nhiên nó ra đời. Với cái ngoại hình thiết kế một bộ khung kim loại liền khối bo cong kết hợp với cả cái tiếng nổ rất đặc trưng thì nó được đặt cái tên là Vespa, và trong tiếng Ý nó có nghĩa là một chú ong vò vẽ. Và cho đến nay năm 2021 thì Vespa nó vẫn là một biểu tượng cho phong cách sống, thời trang cũng như là những gì đó tinh hoa và nghệ thuật của nước Ý. Quay trở lại với chiếc GTS 300 phiên bản kỷ niệm 75 năm bọn mình đang có ở đây, thì phiên bản kỷ niệm 75 năm này sẽ có mặt trên hai mẫu xe, bao gồm chiếc GTS 300 và mẫu Primavera 125. Ở thời điểm bọn mình làm video này thì chưa rõ mức giá của phiên bản kỷ niệm là bao nhiêu, nhưng mà theo bọn mình phỏng đoán ý, với một số những cái nâng cấp về mặt trang bị và màu sơn cũng như rất nhiều thứ ở phiên bản kỷ niệm, và nó là phiên bản đặc biệt ý, thì mức giá của chiếc xe này cũng khó có thể thấp hơn phiên bản tiêu chuẩn được. Cái thay đổi đầu tiên về phiên bản đặc biệt này chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, đó là một cái màu sơn mới mang tên gọi là Yellow. Một cái màu sơn mà mình coi nó là một màu vàng cát, nó ánh một chút vàng đồng ấy. Và theo chia sẻ của nhà sản xuất ấy, đây là cái màu sơn gợi nhớ về quá khứ từ những chiếc xe Vespa trong thập niên 40 của thế kỷ 20. Đi kèm với đó còn là cái huy hiệu logo 75 năm ở phần đằng sau yếm xe, cũng như là số 75 ở phần chắn bùn hay là ở phần thân xe. Ngoài ra chúng ta sẽ có mâm xe màu xám hay là phần yên xe cũng có màu xám. Và có một cái trang bị mà mình thấy nó rất là hay, đó là ở trên chiếc xe này có thêm một cái túi ở phía sau. Đây là một cái túi gắn kiểu gá mà thôi, và chúng ta vẫn có thể lấy ra được. Cái túi này thì được thiết kế theo hình tròn, và nó nhằm cái mục đích là gợi nhắc tới những chiếc xe Vespa ngày xưa ấy. Khi mà có những cái lốp dự phòng ở phía sau ấy, thì cái túi này nó được thiết kế theo kiểu giống như vậy, và nó có thể tháo rời ra. Và cái mà mình ấn tượng ấy, cái này không phải là một video mang tính quảng cáo cho thời trang nhé, nhưng mà cái này mình rất ấn tượng ở trên chiếc xe này, đó là chiếc túi với cái thiết kế phải nói là rất đẹp mắt, rất thời trang. Bạn hoàn toàn có thể cầm nó để đi làm, để đi chơi mà không ai nghĩ đây là một phụ kiện của một chiếc xe máy cả. Nó rất đẹp, và có thể mình sẽ mua chiếc túi này ngay sau khi giả chiếc xe này. Tất nhiên là mình mua chiếc xe này không thì cũng chưa biết, nhưng mà cái túi này thì khả năng mình sẽ mua vì nó rất là đẹp. Đi kèm với đó là bên trong này sẽ có thêm một vài những cái phụ kiện của phiên bản kỷ niệm 75 năm. Nói đến đây thì chắc có nhiều người sẽ cho rằng là với Vespa và với Piaggio cứ thay đổi một màu sơn mới là đã được gọi là một phiên bản mới rồi. Nhưng thực tế nếu các bạn để ý, trong suốt 75 năm lịch sử của dòng xe này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế khung liền khối bằng kim loại bo tròn rất quen thuộc. Và nhà sản xuất họ chỉ tinh chỉnh lại những cái thiết kế, ví dụ như là đèn chiều sáng, cà vạt, mâm xe hay là yên xe, cái kiểu tinh chỉnh rất là nhẹ. Và với Piaggio thì mỗi một màu sơn nó cũng là một cái phiên bản mới. Vì sao? Vì mỗi một màu sơn áp dụng ở trên chiếc xe này không phải là cứ thích, cứ copy rồi pệt thẳng vào chiếc xe đâu, mà họ sẽ phải trải qua quá trình nghiên cứu, nắm bắt xu hướng màu trend cũng như là dự đoán các cái màu xu hướng của các năm tiếp theo để áp dụng lên mẫu xe của mình. Mỗi một màu sơn nó đều có một câu chuyện riêng,
mỗi một màu sơn nó đều có một cái phong cách riêng dành cho chủ xe. Và đó chính là cái điểm hay ở trên những chiếc xe của Vespa. Và nói đến đây thì cũng lại có nhiều người bảo là Piaggio họ bảo thủ. Nhưng mà mình thử lấy một cái ví dụ minh họa cho các bạn xem với nhá. Ví dụ ở trên chiếc GTS 300 này, chúng ta có một cái đồng hồ công tơ mét dặn màn hình. Không phải là một cái màn hình gỗ vào đâu, mà màn hình này họ cũng phải tinh chỉnh qua về phần thiết kế ở bên ngoài lẫn giao diện, nó phù hợp với cả thiết kế của chiếc xe này. Đây là một cái trang bị mà không phải mẫu xe máy nào cũng có, và đặc biệt là trên những chiếc xe kiểu cao cấp như Piaggio Vespa. Về trải nghiệm vận hành ý, thì chiếc Piaggio Vespa GTS phiên bản 75 năm này thực ra nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với các phiên bản GTS 300 thông thường. Chúng ta vẫn sẽ có khối động cơ 300cc với gần đó cái trang bị. Ngoài những cái trang bị được nâng cấp thì nó vẫn sẽ có những trang bị tương tự như vậy thôi. Và cái vận hành của chiếc xe này thì nó vẫn đem đến cái cảm giác đầm chắc và mạnh mẽ dứt khoát từ cái khối động cơ 300. Nhìn chung lại thì chiếc Vespa phiên bản kỷ niệm 75 năm nó vẫn là một chiếc xe nó mang tới một cái nguồn cảm hứng mới, một cái cảm xúc mới. Nó bảo toàn được giá trị của quá khứ và mang hơi thở của hiện đại. Đây là một chiếc xe mà mình nghĩ là nó sẽ rất đáng để quan tâm dành cho những tín đồ của thương hiệu Vespa. Còn đối với cá nhân mình vẫn bảo lưu quan điểm là mình rất thích cái túi xách kia, và có thể là mình sẽ sở hữu nó ngay sau khi video được đăng lên. Còn chiếc xe này thì để mình bao giờ mình có đủ tiền mình sẽ cân nhắc cho sau. Các bạn thấy sao về chiếc xe này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.